chiếc ghe bầu. Ghe bầu này đóng sắt nha các bạn. Quá trời khổng luôn mà chở rồi kìa. Trắng bè luôn ha. Đang vũ lúa mà. Hết hồn lớn. Ghe này cỡ 8-90 tấn đó nha các bạn. Lớn khủng khiếp không? Rồi. Có có gô bè đang chuyển qua nữa nè. Chạy lại tới nữa. Coi thứ qua lọt cái cầu không nghe các bạn. Cô bé mỏi dịch luôn mới trẻo à. Cái này chứ không bốn thôi các bạn ơi. Rồi mập đầu rồi. Mập đầu xuống. Ồ làm sao. Chuyển cô bé 04 nha các bạn. Rồi có mấy chiếc ghe bầu đang chuyển lúa nè.
đầu ép sát vô bên kia.
đây cả chiến dịch nè các bạn. Ồ, đây có một chị gái đang chạy vô lại đi chở về nữa nha các bạn. Ghê chưa? Rồi đổi cho tài khác chạy à. À, chụp máy bự dữ ta. Inuta hay gì đó các bạn ơi, 18 ngựa hay gì đó nghe, ghê chưa.
thôi, đạp thôi. Đầu này đầu Isuzu trục bô nè, Isuzu này chắc 93.